Tiểu Tam không có lỗi, Tú chính thức yêu Chí Kiên, hâm mộ gia đình Thùy Chậu và Chí Kiên. Cẩm Tú vô cùng sung sướng khi mình được mời về làm gia sư cho con gái của gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, khi làm việc trực tiếp, Cẩm Tú phát hiện ra gia đình của Kiên và Châu không hề hạnh phúc như những gì họ diễn trước công chúng. Cứ tưởng Chí Kiên là người có tính trăng hoa, cặp với trợ lý riêng của mình. Cẩm Tú khi tận mắt chứng kiến Thủy Châu và Quỳnh Anh chăm sóc nhau, thừa nhận là một cặp thì vô cùng sốc. Vậy là bao nhiêu lâu nay, cô đã nghĩ sai cho Chí Kiên. Người ngoại tình đúng ra là Thủy Châu. Ban đầu, Cẩm Tú có ác cảm với Chí Kiên và rất thương hại cho Thủy Châu. Nhưng sau đó thì ngược lại, Cẩm Tú dần dần cảm mến và thương hại Chí Kiên. Sự việc bại lộ, Thủy Châu thừa nhận bản chất của mình, công khai dắt Quỳnh Anh ra khỏi nhà để được sống với giới tính thật của mình, bỏ mặc bố con Chí Kiên và Lily ở lại. Cẩm Tú là gia sư của Lily. Cô khi biết sự thật thì cũng có cái nhìn khác về Chí Kiên. Tiếp xúc lâu dần, cả Cẩm Tú và Chí Kiên đều nảy sinh tình cảm cho nhau, là những diễn biến mới nhất của bộ phim có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn xem phim vui vẻ. Từ khó chịu ra mặt, Cẩm Tú ngày càng có thiện cảm với Kiên. Cô thấy thương cảm khi nhìn thấy cảnh gà trống nuôi con của Chí Kiên và càng khâm phục Chí Kiên hơn. Bé Lily còn quá non nớt để hiểu hết thế giới của người lớn. Từ ngày mẹ bỏ nhà đi, Lily không chịu ăn uống. Cô bé quấy khóc và chỉ theo mỗi mình cô giáo tiếng Hàn của mình, khiến cho Chí Kiên phải mở lời đề nghị Cẩm Tú dọn về nhà mình ở. Cô giáo, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cô ra phòng khách nói chuyện với tôi một chút được không? Tú vừa mới đi ra khỏi phòng Lily thì Chí Kiên xuất hiện ngay trước mặt. Có chuyện gì gấp không? Sắp tới giờ tôi có việc bận rồi. Anh Kiên có gì thì anh nói luôn đi. Không phải ngại đâu. Tú đáp. Tôi biết là tôi chuẩn bị nói ra điều đường đột, nhưng chỉ có cô mới giúp được Lily. Tú, cô cũng biết được gia cảnh của bố con tôi rồi. Lily hiện giờ nó chỉ thân thiết với cô. Ngoài cô ra nó không nói chuyện với ai nữa cả. Tôi rất sợ con bé mắc bệnh về tâm lý, cho nên tôi muốn cô giúp tôi một chuyện có được không? Kiên cảm thấy điều mình chuẩn bị nói ra cũng rất khó nói, cho nên chưa biết bắt đầu từ đâu. Thấy Chí Kiên khó xử, Tú càng thêm tò mò. Anh Kiên, tôi rất quý Lily, cho nên anh cần tôi giúp gì cô bé, tôi cũng sẽ sẵn sàng. Mắt Kiên sáng lên khi nghe Tú nói như vậy. Anh cũng không ấp úng nữa, mà nói luôn điều mình mong muốn. Cô giáo, tôi muốn cô dọn về sống chung với bố con tôi có được không? Nghe lời đề nghị của Chí Kiên mà Tú ngạc nhiên. Cô không nghĩ Chí Kiên lại có lời đề nghị khiếm nhã như vậy. Cô Tú, cô đừng có hiểu lầm. Chỉ là tôi đã cố gần Lily, nhưng có vẻ như con bé chưa quen với sự vồ vập của tôi. Cho nên tôi muốn cô giúp tôi kéo khoảng cách của bố con tôi lại gần hơn có được không? Cô yên tâm đi, tôi sẽ trả thù lao cho cô xứng đáng. Nghĩ Chí Kiên nói mình ham vật chất, Cẩm Tú phân bua. Ý tôi không phải là như vậy, chỉ là tôi chưa có chồng con gì cả. Tôi sợ ở đây sẽ bị hiểu lầm. Hóa ra là như vậy. Chí Kiên buồn rầu vì Cẩm Tú không đồng ý dọn về nhà sống cùng bố con anh. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng Cẩm Tú suy nghĩ lại. Cô giáo, cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời tôi cũng được. Ra khỏi nhà Chí Kiên mà tim của Cẩm Tú cứ đập thình thịch. Lời đề nghị của Kiên làm cho tim Tú thấy xốn xang. Nhớ lại những lời Thùy Châu nói lúc cô mới tới nhà anh làm việc. Tôi biết là anh Kiên thích cô, bởi vì nếu như anh ấy không có thiện cảm với ai thì anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện. Có khi nào là anh Kiên thích mình cho nên mới đề nghị như vậy. Nghĩ đến thôi mà má của Tú đỏ ửng lên. Cô bỗng dưng thấy thẹn thùng, giống như là kiểu yêu đương. Cẩm Tú bắt đầu suy nghĩ lại lời nói của mình Kiên. Cô đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày được nói chuyện với thần tượng của mình. Huống hồ là giờ còn được thần tượng mời về nhà ở chung. Về tới nhà, Tú đem chuyện này tâm sự với Hana và Cát Tường để xin lời khuyên. Cái gì? Nhạc sĩ Chí Kiên nói em về nhà sống chung. Đồng ý luôn đi chứ còn chần chừ gì nữa Tú. Em đồng ý ngay đi, chứ còn gì nữa. Em đồng ý đi, rồi thi thoảng chị qua chơi với em, rồi gặp gỡ anh ấy luôn. Cát Tường không suy nghĩ nhiều, mà ủng hộ Tú tới nhà Kiên ở. Cát Tường, chuyện này là chuyện lớn. Tú nó còn chưa có chồng, lại chuyển đến sống chung với người đàn ông đã có gia đình. Đó là vấn đề lớn đó. Hana hiểu chuyện, nói khiến cho Cát Tường im bặt. Em nên suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Có nhất thiết là phải tới đó không?
Trên đời này thiếu gì người giúp việc, tại sao anh ta lại mở lời với em? Hana nói, hay là anh ta có tình ý gì với em rồi? Không phải đâu, Tú xua tay. Anh ấy có một cô con gái, mà con bé sau khi mẹ nó đi, thì cuốn lấy em, cho nên anh ấy muốn em dành tình cảm cho cô bé này nhiều hơn thôi ạ. Không muốn bị Hana và Cát Tường tiếp tục truy vấn, Tú lấy cớ là ra ngoài nghe điện thoại rồi lén đi luôn. Đêm đó, Tú nhớ tới lời đề nghị của Chí Kiên mà thao thức. Cô thật sự muốn dọn tới nhà của Kiên để ở. Cô cũng không biết từ lúc nào mà mình lại có cảm tình với anh và gần gũi với anh nhiều đến như vậy. Nhớ lại hồi sáng, khi cô gọt trái cây cho Lily ăn, thì không may bị đứt tay. Chí Kiên thấy vậy, thì chạy tới cầm ngón tay cô bỏ vào miệng mút máu, còn lo lắng hỏi cô xem có đau không. Lần đầu tiên trong đời, Tú thấy tim đập loạn xạ khi được nhận những cử chỉ ấm áp của một người đàn ông. Có khi nào mình đã có tình cảm với anh Kiên rồi không? Tú tự hỏi bản thân của mình, rồi không biết phải trả lời như thế nào. Không được, anh Kiên đã có gia đình. Chị Thùy Châu từng nói chị ấy và anh ấy sẽ không bao giờ ly hôn với nhau. Mình không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy được. Nếu mình dọn đến đó ở, lỡ như không kiểm soát được cảm xúc mà tỏ tình với anh ấy thì sao? Không được, tốt nhất là không nên. Cẩm Tú kéo mình về thực tại. Cô không muốn mang tiếng là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không được, ngày mai mình sẽ trả lời câu hỏi. Nhất định mình sẽ từ chối chuyện này. Mải suy nghĩ mà Cẩm Tú ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, vì hôm nay có lịch dạy tiếng Hàn cho Lily, cho nên Cẩm Tú dậy thật sớm. Cô lái xe đến nhà Chí Kiên, vừa bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô giáo tới rồi à? Cô giáo ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn sáng cùng với ba con tôi. Nhìn bóng dáng Chí Kiên lụi hụi dưới bếp, tim của Tú lại rung rinh lên. Trông anh lúc này vô cùng cuốn hút, đúng với gu bạn trai lý tưởng của Tú. Suýt chút nữa thì cô đã chạy từ phía sau mà ôm lấy lưng của Chí Kiên. Cô giáo, cô tới rồi ạ? Giọng nói của Lily kéo Tú về thực tại. Cố điều chỉnh lại cảm xúc, Cẩm Tú mau chóng che giấu được sự xúc động của mình. Cô ăn rồi, Lily ăn sáng rồi vào học bài nhé. Sau buổi học hôm đó, Chí Kiên hỏi Cẩm Tú thêm một lần nữa, vẫn kiên quyết từ chối sẽ không dọn tới ở nhà của anh. Cẩm Tú cố rạch ròi ranh giới vì sợ mình càng ngày càng thích anh hơn. Chí Kiên sẽ phải làm gì để có thể kéo Cẩm Tú dọn về ở cùng mình và con gái? Sau cùng Cẩm Tú sẽ đồng ý lời đề nghị của Kiên. Diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ được chúng tôi đề cập tới ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại!